Cơm trắng thì nó sẽ có cái chỉ số đường huyết rất là cao, khoảng 83. Tuy nhiên nó là một cái lượng carbohydrate để cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động. Khoai lang mình không thể là bữa ăn chính được, có thể làm tăng đường huyết. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thùy Ngân, hiện đang công tác tại khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ về dinh dưỡng và đái tháo đường. Cơm trắng thì nó sẽ có cái chỉ số đường huyết rất là cao, khoảng 83. Tuy nhiên nó là một cái lượng carbohydrate để cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động. Ở người tiểu đường, khi mà bạn hấp thu một lượng lớn tinh bột thì nó sẽ làm tăng cái lượng đường trong máu. Tuy nhiên do người tiểu đường không có thể tiết được insulin hoặc là các tế bào không đón nhận được insulin, do đó nó sẽ làm tăng cái đường huyết sau ăn. Chính vì tăng cái sự đường huyết sau ăn mà những người bệnh đái tháo đường bỏ bữa để cho cái lượng đường huyết nó giảm, có thể là gây suy dinh dưỡng hoặc là gây hạ đường huyết. Mà hạ đường huyết thì sẽ đưa đến nhiều biến chứng, chẳng hạn như là sẽ hôn mê đường huyết. Do đó thì để mà giảm được lượng đường huyết tăng sau buổi ăn, khi mà mình ăn cơm thì mình có thể là mình sẽ ăn rau trước và sau đó mình sẽ ăn thức ăn và mình sẽ ăn cơm sau cùng, là để cho khi có chất xơ thì nó sẽ làm cho cái lượng đường sẽ không tăng cao sau bữa ăn. Hoặc là khi mà mình ăn xơ nhiều thì mình sẽ nhai kỹ thì cái dạ dày mình sẽ căng ra, kích thích về não bộ sẽ làm cho mình chán ăn và do đó mình sẽ ăn cơm quất đi. Khoai lang thì nó sẽ có cái chỉ số đường huyết thấp, cả chất xơ nhiều, là một thực phẩm tốt cho người bệnh tiểu đường. Thì khoai lang nó sẽ làm cho tăng cái độ nhạy cảm của insulin đối với tế bào. Thứ hai là có chất xơ sẽ tránh táo bón. Thứ ba là sẽ tốt cho mắt. Thứ tư là giảm cân. Khoai lang mình không thể là bữa ăn chính được vì nó sẽ có nhiều chất xơ, nó sẽ gây cho bạn đầy bụng, khó tiêu. Có cái chất oxalate thì nó sẽ gây ra sỏi thận, hoặc là nó có nhiều cái beta carotene thì sẽ gây ra vàng da. Khoai lang vẫn là carbohydrate, khi bạn ăn một cái số lượng nhiều thường xuyên thì nó cũng có thể làm tăng đường huyết. Tuy nhiên bạn sẽ ăn khoai lang như thế nào thì thông thường là mình sẽ ăn cỡ khoảng 200g thì nó sẽ tương đương với một chén cơm. Bằng luộc thì chỉ số đường huyết nó thấp, nhưng mà khi mà bạn chế biến bằng cách là chiên hoặc là nướng thì cái chỉ số đường huyết nó rất là cao. Do đó mình không nên ăn khoai lang chiên hoặc là khoai lang nướng. Chế độ dinh dưỡng của mình nó phải đa dạng và nó bình thường. Bạn vẫn có thể được ăn phở, bánh mì, khoai tây. Tuy nhiên 100g bún cái năng lượng nó không nhiều, nhưng mà khi bạn ăn bún thì phải là bún giò heo hoặc là phở bò thì cái lượng calorie nó tăng rất là cao. Do đó khi bạn ăn thì bạn phải giảm lại thịt và tăng lên rau và chất xơ. Thì mình nên bao đường huyết trước và sau ăn để so sánh, và từ đó mình có thể là mình sẽ gia giảm như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn các bạn lại ở chủ đề tiếp theo.